chào quý vị đến với chương trình Y học cổ truyền với Đông y sĩ Cảnh Thiên. Kính thưa quý vị, một chủ đề mà chúng tôi mời Đông y sĩ Cảnh Thiên trở lại làn sóng ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập đến chủ đề về da. Có lẽ là một trong những cái ngạch mà có lẽ là trong cái kinh tế Hoa Kỳ đó là không đau đớn nhiều nhưng mà nó có thể làm cho mình xấu đi đấy, thì người ta lại rất là bỏ tiền ra. Cho nên những cái ngạch về những thẩm mỹ về da hoặc là các bác sĩ về dermatology đó là gần như đó là phải nói là không có bị bệnh nhân phàn nàn, miễn làm sao mà một cái thuốc nào đó ra mà làm cho họ đẹp lên, da của họ đẹp ra là họ chịu liền. So với lại những cái bệnh khác hoặc những bác sĩ khác thì thường là bệnh nhân cứ phay phàn nàn là tại sao mà lại đắt đỏ thế. Nhưng bây giờ thì chúng tôi trở lại cái chủ đề này, thì trước hết để chào Đồng Y sĩ Cảnh Thiên. Vâng, chào. Dạ vâng, tôi Đồng Y sĩ Cảnh Thiên, thân chào quý khán thính giả đài BUN, chào Quốc Bình. Vâng, thưa chú, thì có thật là cái quan sát đó thì chú thấy có đúng không? Có nghĩa là cái bệnh về da mặc dù là nó không có làm cho mình giống như là đau bao tử, đau gan, đau tim, nó ghê gớm, đau da đó thì nó chỉ nhưng mà người ta làm cho mình thấy là mình phải có cái nhu cầu cấp bách để mà sửa chữa liền. Thì bây giờ trước hết thì để thôi để khái quát da thì gồm những cái khái quát cái ý nghĩa như thế nào chứ? Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, chúng ta thường nghe nói là nhất da nhì dáng, có nghĩa cái đó nó đem lại cái đẹp. Thành thử con người sống nó nhờ có cái đẹp để mang đến cái hạnh phúc cho chính mình. Nhưng mà nếu nói về vấn đề da đó, là cả một cái sự nghiên cứu rất là lớn. Nhưng chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà cấu trúc của da đó, đứng về mặt y học đó, nó là chiếm tới 16% cái trọng lượng toàn cơ thể của chúng ta. Nói về diện tích của da thì ở người lớn đó, nó chiếm khoảng từ 1.8 cho đến 2 mét vuông, nó dày từ 0.3 cho đến 1 mm. Còn trọng lượng da ở nam giới cân nặng khoảng 4,5 kg và ở phụ nữ khoảng 3,2 kg. Do yếu tố về địa dư, tức có nghĩa là nhân chủng học thì da các dân tộc vùng Á Châu thường có màu vàng nâu, ở vùng Bắc Mỹ thì có màu trắng, hay là Úc Châu có màu trắng, còn Phi Châu có màu đen. Dạ vâng. Còn nói về vấn đề da đó, nó có 3 lớp chính cấu trúc của nó. Lớp ngoài thì gọi là ngoại bì hay là biểu bì. Lớp bên trong gọi là nội bì hay là chân bì. Và lớp trong cùng gọi là lớp hạ bì. Đây là cái lớp có nhiều mạch máu và tế bào mỡ đi qua. Ngoài ra, chúng ta còn thấy trên da còn có nang lông, chân lông, tuyến mồ hôi, tuyến bã nhờn, móng tay, móng chân và các dây thần kinh, đó là cấu trúc của da. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn Đồng y sĩ Cảnh Thiên. Thưa thầy, thì nói đến da để mình cũng hiểu về cái làn da của chúng ta, từ những cái cấu trúc và những cái thể loại của nó để mà mình cũng biết cách để mà mình làm cho làn da của mình nó được bảo trì và đúng như là có được một cái chất lượng tốt để cho chúng ta ít đi bác sĩ, phải không quý vị? Nhưng mà có lẽ là quý vị ngoài kia biết có hai thể loại da, thưa thầy, là da khô với da nhờn. Nhưng mà như vậy đúng không thưa thầy? Nếu nói về mặt y học thì không phải là hai loại mà tới năm loại lần. Tại sao năm loại? Người ta dựa vào cái tuyến bã nhờn để tiết ra cái chất nhờn ngoài da đó, nó nhiều hay ít để mà phân biệt da thuộc loại nào. Trên y học có phân loại ra là da nhờn, da khô, da thường hay còn gọi là da trung tính, da hỗn hợp và da mẫn cảm. Như vậy có tất cả là 5 loại da tất cả, trong đó da nhờn và da khô chiếm tỷ lệ cao nhất. Cho nên chúng ta thấy rằng hoặc giả là da nhờn tức là nhiều dầu và da khô tức là chúng ta mất đi dầu mà da cho nên nó bong giải, cho nên hai cái đó được con người quan tâm nhiều nhất. Vâng, thưa thầy, thì có thật thì nếu mà thầy nói như vậy là cái sự tự nhiên của con người ta thì sẽ một là loại da này hay là loại da kia, như vậy thì có vấn đề gì khi mà chúng ta có là da nhờn thưa thầy? Dạ vâng, nếu mà nói về da nhờn đó thì chúng ta còn gọi là da dầu. Tại sao gọi là da dầu? Nhìn vô một cái thấy ướt rượt hết nên gọi là da dầu. Thì những người có da dầu hay là da nhờn thì mặt da thường sáng bóng, chất da tương đối thô, còn lỗ chân lông nở to giống như là quả quýt, sắc da hơi sậm màu. Cái ưu điểm của loại da nhờn là có sức đề kháng khá cao đối với các tác nhân từ môi trường bên ngoài. Da thì mềm mại, không có vết nhăn, không bị nứt nẻ. Tuy nhiên, nhược điểm của loại da nhờn là dễ bám bụi, dễ phát sinh ra mụn trứng cá. Khi xuất hiện các nếp nhăn thì các nếp nhăn này khá sâu, thấy rất rõ, khó che giấu được. Cho nên cần phải ứng dụng một số cái biện pháp thích hợp nhằm ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh
ngoài da như là mẩn ngứa hay là đỏ da, mày đai, chàm, vải nến, vân vân. Đó là vấn đề da nhờn của một người, vân vân. Vâng, thưa thầy, thì nếu nói như vậy thì khi mà người da nhờn thì nó làm cho mình dễ bị có nhiều mụn trứng cá, và như thầy nói là nó dễ bị vảy nến, ngứa, đỏ da, vân vân. Thì khi mà bị những triệu chứng này đó thì mình cứ đi tắm thường xuyên hơn thì nó có hết không, hay là mình phải cần những cái biện pháp chữa trị? Càng tắm thì cái chất nhờn nó càng ra nhiều, cho nên không nhất thiết là chúng ta phải tắm nhiều mà phải tắm đúng cách. Thì nếu trường hợp muốn trị gì da nhờn nữa thì các bác sĩ về chuyên về da cũng như là thẩm mỹ đó đã hướng dẫn cho quý vị rất là rõ. Ở đây đứng về mặt y học, chúng tôi chỉ nói về cái mặt chữa trị theo y học mà thôi. Còn riêng vấn đề mà chữa trị theo y học thì trước hết chúng ta nên làm sạch da, dùng các hóa mỹ phẩm có tác dụng tẩy bỏ dầu để mà giúp cho làm sạch da. Nó giúp cho thông thoáng lỗ chân lông, và nên rửa mặt bằng nước ấm có pha thêm vài giọt giấm trắng nhằm đạt hiệu quả vừa sạch da vừa se da. Có một điều chú ý là không nên dùng các loại sữa rửa mặt có tính kiềm, tức là cái độ pH cao đó, nó không có thích hợp. Tiếp theo là nên giữ ấm hay là giữ ẩm cái da, coi giữ ẩm là một trọng tâm của bảo vệ da. Đồng thời quý vị nên bổ sung cái lượng nước cần thiết, không có nên nhịn khát. Và quý vị nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả chín, tránh ăn thực phẩm chứa nhiều chất béo như dầu mỡ, và cũng không nên hút thuốc lá, không nên uống rượu, cà phê hay là trà. Cứ mỗi ngày cần duy trì giấc ngủ đủ 8 tiếng, uống ít thì da quý vị là tiết nhờn nhiều hơn. Sau cùng là làm mặt nạ dưỡng da, nó có nhiều cách sau đây. Cái thứ nhất là trộn một muỗng cà phê bột mì như một muỗng cà phê sữa tươi nguyên chất, không có đường, rồi bôi lên da mặt khoảng 15 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước ấm và rửa thêm lần nữa bằng nước lạnh để làm cho se lỗ chân lông. Cách thứ hai là quý vị dùng một lòng đỏ trứng gà, thêm một ít nước soda, đánh cho nó tan đều đi, rồi cho thêm 12 giọt nước cốt chanh vào, bôi da mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch. Đó là hai phương pháp rất thông dụng và rất hiệu quả cho những loại da nhờn. Vâng, đây là cũng một trong những cái biện pháp mà cũng tiện lợi mà quý vị có thể làm ngay tại nhà được, thưa thầy. Dạ, vâng. Bột mì với sữa tươi, thế là mình có thể mình làm được một cái chất liệu để mình dưỡng da. Dạ, vâng. Vâng, thưa thầy, thì giống như ngày xưa người ta nói là như cô nữ hoàng Cleopatra, thưa thầy, là cứ hay tắm bằng sữa đó, thưa thầy. Thì không có bột mì, sữa thôi thì có được không ạ? Một mình sữa không á thì nó cũng được, nhưng điều con cái nó còn bám lại trên da, rất là khó làm cho nó sạch. Cho nên dùng bột mì là với sữa, có mục đích của nó là khi mà lỗ chân lông nó hút cái đó vô xong rồi thì nó làm tan cái chất bã nhờn sẽ đóng vào cái lớp mà bột mì đó. Sau đó mình gỡ ra, hoặc giả là mình đi rửa thì lúc đó nó sẽ tan theo bột mì, như vậy là cái da mình nó sẽ khô. Vâng, thế này thì nói một chút về cái làn da khô, thì so với lại cái lớp da dầu mà mình vừa mới nói vừa rồi đó, thì nó cái đặc tính nó sẽ khác như thế nào? Dạ vâng, tất nhiên da khô thì nó khác với da dầu. Thì theo y học á, nó là do tuyến nhờn nó tiết ra ít hơn là mức trung bình khiến da trở nên khô. Mặt da thường trắng bẩn, nhám, nặng thì nứt nẻ, lỗ chân lông nhỏ hơn. Da khô có ưu điểm là da không tiết ra nhiều dầu, không làm bẩn cổ áo hoặc là phải lau thường xuyên, ít có bị mụn trứng cá. Da khô có nhược điểm là sắc da kém độ sáng, tính đàn hồi kém, dễ bong dãy, dễ sinh ra nếp nhăn, không chịu được nắng gió, khó dùng mỹ phẩm. Nếu không được bảo dưỡng tốt thì da sớm suy yếu và bị lão hóa rất là nhanh. Vâng, thế này thì nếu mà nói đến cái khi mà mình bị da nhờn, mình có một số những cái biện pháp như lần trước thầy nói, thì bây giờ thì cái da khô thì mình phải đối phó với nó như thế nào? Dạ vâng, da khô thì cách chữa trị hơi khác hơn da nhờn một chút. Trước nhất là làm sạch cái da đi, dùng sữa tươi rửa mặt không có chứa chất gì như là xà phòng có chứa dầu cam chẳng hạn, như vậy để mà làm sạch da. Hồi nãy chúng ta thấy rằng bên da nhờn chúng ta dùng sữa lại với bột mì, ở đây dùng sữa rửa mặt mà thôi. Tiếp theo là dùng nước lạnh rửa mặt, lau khô rồi bôi kem dưỡng da. Quý vị nên tránh dùng các loại xà phòng chứa nhiều chất tẩy càng tốt. Điều thứ hai là nên giữ ẩm da, cần thường xuyên bôi kem dưỡng da, đặc biệt là chú trọng vào việc uống đủ nước mỗi ngày. Trung bình quý vị cần uống 2 lít nước tinh khiết, ít hơn một chút hoặc là nhiều hơn một chút cũng không sao. Nó nhằm mục đích là bổ sung lượng nước bị bốc hơi qua da. Ngoài ra nó thường xuyên xoa bóp da mặt
để thúc đẩy cái tuần hoàn máu, nó tăng cường hoạt động sinh lý cho da, và nhất là hạn chế việc xông hơ cái mặt da khiến cho càng khô thêm. Còn riêng thực phẩm, nó có chứa nhiều chất béo rất thích hợp cho loại da khô, nó ngược lại với da dầu. Và chú trọng đến nguồn thực phẩm có lợi cho da, giúp làm đẹp da. Điều quan trọng giống nhau đó là cần ngủ đủ cho giấc ngủ của mình từ trung bình 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Tránh thức khuya có hại cho da, đó là cách mà bảo dưỡng tốt nhất. Thưa thầy, thì khi mà thầy nói mà mình rửa mặt bằng sữa, đó là sữa như mình uống không thưa thầy? Hay là sữa bò của mình cũng được không? Dạ, sữa tươi cũng được, nhưng mà không có đường, không có đường ở trong đó, tức là không pha thêm gì. Nó gọi là sữa plain, tức là sữa nguyên chất. Dạ, vậy là sữa tươi, còn nếu như sữa bò thì nó có rất, nó hơi ngọt như vậy, chắc là nhiều đường trong đó. Thường thường là sữa bò sau khi họ chế biến xong, họ gia thêm đường hoặc giả là một loại thực phẩm nào khác nữa. Còn riêng đây là sữa bò tươi, nguyên chất. Dạ vâng. Vâng, thì đó là một chút cái gọi là công thức, gọi là dưỡng da rất là bình dân, mà hy vọng là quý vị có thể áp dụng ngay tại nhà. Đối với quý vị mà da dầu đó, thì chúng tôi thấy là bột mì, sữa tươi là quý vị dễ dàng làm. Đối với lại dằn da khô đó thì thấy có vẻ đơn giản hơn, một cách gọi là mình rửa mặt bằng sữa, mà đặc biệt là để ý là đừng có cái chất chì, hoặc là như những cái biện pháp mà thầy nói là những cái để ý đến những cái thức phẩm mà nó có lợi về da. Để trước khi mình rời làn sóng thì thầy có một vài cái dặn dò về không thưa thầy, đối với lại những người mà mình nhiều khi mình không biết là mình da gì á thưa thầy? Dạ vâng, nếu trong trường hợp mà quý vị muốn biết quý vị là da khô hay da dầu thì cứ giữ cái da mặt của mình trong khoảng 30 phút. Quý vị dùng một cái napkin, tức là một cái giấy thường hay lau tay đó, quý vị cứ thấm lên da mặt. Mà nếu trường hợp quý vị lấy ra mà thấy ở trên cái napkin đó, nó có rượm, nó đượm một chút xíu là dầu thấm trên đó, thì dứt khoát da của quý vị là thuộc loại da dầu. Còn nếu để lên cái napkin trên da mặt lấy ra mà nó không có cái vẻ gì thấm vô đó thì đó thuộc loại da khô hoặc là da trung tính. Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Khánh Thiên. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình để mà hẹn quý vị đến một cái chương trình kỳ tới. Và một lần nữa cảm ơn đồng y sĩ Khánh Thiên đến với chương trình. Dạ vâng, kính chào quý khán thính giả.